Em thường xin chào anh chị nhá. Hôm nay lại tiếp tục giới thiệu tới anh chị một loài thực vật rừng, một loài thảo dược thường thường hay mọc ở bìa rừng nha anh chị nhá. Loài này thì thường thường hay mọc ở bìa rừng, nơi mà có độ ẩm tương đối mà gần 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 những chỗ mà độ ẩm đất cao nha anh chị nhé thường thường như ở chỗ ẩm ẩm nước nha anh chị ạ. Đây anh chị nhá. Giới thiệu anh chị loài thực vật này, loài thảo dược này này có tên là vông vang nha anh chị nhá. Đây anh chị ạ. Cây này thường có tên gọi khác là cây uh, bông vang cây bụp vang cây bông vàng hoặc là cây hoàng quỳ nha anh chị nha đây là một loài thảo dược thuộc họ cầm quỳ anh chị nha kính thưa anh chị cây bông vang này thì có rất nhiều tác dụng cụ thể như là lợi thấp thanh nhiệt tiêu thũng bạt độc bài nung chỉ thống hoạt thai nha chị nha là một loài thảo dược rất rất là tốt luôn nhé được dùng để trị các bệnh về gian cắn mụn nhọt sưng đau khớp nha anh chị nha rất là nhiều rất là nhiều tác dụng luôn anh chị ạ là một cây ở bìa rừng rồi thảo thảo dược ở bìa rừng tự mọc nha anh chị nhé tự mọc cũng ít người trồng tuy nhiên thì loài thực vật này loài thảo dược này rất là tốt rất là đặc biệt luôn anh chị nhé và cây này rất là nhiều dược liệu anh chị ạ toàn thân cái cái loài cây này anh chị ạ thì bao phủ một lớp lông tương đối cứng anh chị nhá, tương đối cứng tương đối cứng tôi sờ vào đây anh chị này từ gốc này lên đến, đến ngọn thì rất là nhiều lông các chị nhé đây một lớp lông cứng bao phủ bao phủ toàn thân cả cả thân này lá này anh chị nhé lá này cành đấy cây phân cảnh cái phân cảnh rất là nhiều anh chị nhé lớp lông tương đối cứng đấy đấy cây vông vàng này thì là một loài là thực vật thì sống có thể sống một năm có thể sống đến hai năm đấy chị ạ. không 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 lâu năm đâu chị nhé đấy đấy thân thì giáp nhiều lông cứng anh chị ạ cây cao cây có thể cao đến một hai mét có thể hai mét lá thì thường thường là có cuống dài và cái mép lá mép lá như anh chị thấy đây mép lá là có có các răng cưa anh chị nhá có răng cưa mặt ngò mặt trên và mặt dưới ấy, cái gân nó thì chỉ, chỉ rất là nhiều lông anh chị nhá rất là lông lá như anh chị đây lá phân thủy dạng dạng như chân vịt anh chị lá phân thủy rất chân vịt cuống lá rất là dài như anh chị thế này cuống lá rất là dài anh chị nhá lá thì mọc so le nhau đây như anh chị đây đá thì mọc so le nhau thưa anh chị cây vương vang này ý, thì hoa thường mọc ở các nách lá nha chị nhé đấy hoa thường, có cái đường kính lớn màu thì màu vàng hoặc là màu trắng nhé. thường thường là màu vàng nha anh chị nhé màu vàng phần giữa của 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 hoa ấy thường thường có màu nâu nâu tím nhẹ nha chị nhé cây vương vang này ý, quả thì dài khoảng từ 4 đến 6 cm anh chị nhé hình bầu dục ở dạng khía khía như cái khía như quả 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 khế nhé chị nhá. đây như anh chị cũng như khía các khía, khía trong chứa rất là nhiều hạt nha chị nhé trong chứa rất là nhiều hạt màu nâu nhỏ hình hình thận bên trong nha chị nhé trong thì rất nhiều quả đây anh chị này lá này lá phân thủy này cái lá cái thủy giữa thì thường thường là dài là dài hơn những cái thủy bên bên, 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 hai bên hai bên nha chị nhé thường thường dài hơn anh chị nhé cái bộ phận sử dụng để làm dược liệu ấy thường thường là cái bộ phận của nó là lá này hoa và cái rễ của cây nha anh chị nhé rễ của cây khi thu hái về có thể bảo quản bảo quản để dùng dụng lâu dài anh chị nhé thì thưa anh chị cái uh, vòng vàng này cái vùng vàng này thì uh, có vị uh, hơi ngọt tính mát Đấy, lá thì lá thì có một chút chút vò ra anh chị lá có chút nhớt nhớt nha chị nhé vị nhạt và có tính mát anh chị nhé theo y học hiện đại thì cây có tác dụng là hạ sốt lợi tiểu chống co thắt nhuận tràng thắt trùng anh chị nhé theo y học theo đông, theo đông y thì cây có tác dụng là lợi thấp thanh nhiệt tiêu thũng bạt độc bài nung chỉ thống hoạt thai rất là rất là tuyệt vời luôn anh chị nhé kính thưa anh chị loài cây này thì chủ dị là chị nhức mỏi xương khớp sỏi liệu mụn nhọt đau do khớp viêm khớp sưng lên nên chị sưng nóng lên anh chị viêm mép dạ dày tá tràng và co 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 quắp cái cơ nha chị nhé lá thường được dùng để trị thủy thũng đau móng táo bón gãy xương và trị ung ung sang thung thung độc nha chị nhé hoa cây kiểu cây thì được sử dụng để chữa bỏng này hạt thì có thể làm kích thích kích thích thận này và ruột đấy trái trái của chị 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 ấy. chị chị đấy dầm hoặc là bị răn cắn đau đầu nha chị nhá đấy thì rất là nhiều nơi theo kinh nghiệm dân gian thì sử dụng loài cây để điều trị rất là nhiều bệnh rất là nhiều bệnh thường hay hay thường 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 hay mắc phải ở, ở những cái cuộc sống hàng ngày nha chị nhá tôi xin giới thiệu một số tác dụng của loài cây này của loài cây để 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 để, để giới thiệu cho anh chị để giới thiệu cho anh chị loài cây vông vang này anh chị nhé là một số tác dụng anh chị nhé thứ nhất là có tác dụng là chữa răn cắn thì các anh chị có thể dùng cái hạt thông bì này cộng thêm cái lá vông vang này anh chị nhé kèm theo cái lá lá cái dây 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 bông bông táo anh chị nhé thì tất cả các loại dược liệu thì các anh chị đã nát ra đã dược liệu ra dùng nước thì cốt nó có xoa lên vết vết cắn sau đó thì đem bã đắp lên cái vết rắn cắn nha chị nhé thì có thể dùng dược dùng, dùng khô hoặc là tán bột rắc lên cái vết thương thì đều được nha anh chị nhé đều được thứ hai để chữa bụi nhỏ thì anh chị chuẩn bị cái rễ của cái gai và cái rễ của cái vông vang này Đấy, cái lượng bằng nhau thứ một nắm thì chị rửa sạch và để ráo nước cho nó dã nát ra rồi đắp lên cái mụn nhọt nha anh chị nhá thứ ba là để chữa bụng trướng và đại tiện không thông anh chị ạ các anh chị có thể dùng cái hạt của cây vông vàng này sau đó anh chị sắc uống dùng hai ba thang là sẽ khỏi ngay nha chị nhá thứ tư ý, là để chữa đái rắt và có có hiện tượng có hiện tượng như thai thay lậu nhiệt ấy thì các anh chị có thể dùng cái dùng cái dùng cái, dược liệu là cây mộc thông hạt vông vang và và hoạt hoạt thạch bằng với lượng, với lượng bằng nhau thì các anh chị có thể có thể tán thành tán thành bột mỗi một lần thì uống uống khoảng 10 gam anh chị hữu uống 10 để chị để chị chữa đái rắt và có thai thay lậu nhiệt thì rất là tuyệt vời luôn chị nhé ngoài ra nữa thì cái vương vang này có thể chữa tiểu đục rất là tốt luôn anh chị nha nếu anh chị bị nước tiểu đục ấy thì anh chị có thể dùng cái vương vang này để chữa rất là rất là hiệu quả luôn anh chị nhá anh chị có thể dùng cái láy của vương vang này đem giã nát đấy là lấy 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 khoảng một phần ba nước ấy. đấy thì sau đó lấy khoảng một ba nước thôi sau đó thì phơi phơi xương trong một đêm Thì anh chị có thể dùng là là trị cái nước tiểu đục nó triệu vàng nó triệu đỏ ấy thì là rất là tuyệt vời rất là nhanh khỏi luôn anh chị nhé thì loài cây công quang này rất là nhiều rất là nhiều tác dụng luôn anh chị nhé rất là nhiều tác dụng đặc trị mỏi xương khớp sỏi niệu bụi nhọt đau nhức xương khớp viêm anh chị nhé lá cũng sử dụng được rất nhiều rất nhiều vào để điều trị các bệnh hàng ngày rất là tuyệt vời luôn anh chị nhé thì giới thiệu anh chị loài cây quá tuyệt vời như anh chị nhé kính thưa anh chị hiện nay em đang nghiên cứu một số loài thực vật trên địa bàn sinh sống sau khi gặp thì em quay video mô tả đặc điểm của loài cây sau đó là nêu tác dụng chia sẻ cái, cái tác dụng của loài cây tới các anh các chị khi xem video rất mong anh chị quan tâm đăng ký theo dõi bình luận góp ý để em có động lực tiếp tục nghiên cứu các loài thực vật rừng nói riêng và 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 các loại thực vật nói chung các chị nhé rất cảm ơn anh chị đã quan tâm đăng ký theo dõi các video của em và mong các anh chị tiếp tục đồng hành cùng em để cùng em đi tìm hiểu các loài thực vật rừng nha anh chị nhé xin chào anh chị một lần nữa xin chào anh chị nha